Đô Hành trình liễu sinh thoát tử Hộ niệm người lâm chung Hai Tâm tương đối và tuyệt đối Một Bác thức tâm vương Tâm chúng ta luôn tạo ra vô minh và nghi ngờ Vì vậy thật khó có thể thấu hiểu ý nghĩa đích thực của tâm do chúng ta không hiểu tâm là gì đức phật đã giải thích về tâm dựa trên hoạt động của sáu thức hoặc tám thức khi thấu hiểu giáo lý về tâm theo quan kiến phật giáo chúng ta sẽ biết trân trọng bản chất thực sự của chúng sinh khi nói về tâm chúng ta thường nhầm lẫn cho rằng tâm là một thực thể độc lập bền chắc và ổn định đây là lý do đức phật đã nhận ra tầm quan trọng của việc giải thích các thức thức đầu tiên là nhãn thức ban đầu các căn như nhãn căn hay nhĩ căn không phân biệt hình ảnh hoặc âm thanh thay vào đó các cơ quan cảm giác hay còn gọi là các căn này chỉ là cửa ngõ của nhận thức nhận thức hay nhĩ thức của tâm mới có khả năng phân biệt đánh giá các loại màu sắc và âm thanh khác nhau nhận thức đối tượng là một tiến trình tâm thức thức thứ hai là nhĩ thức có chức năng nghe âm thanh tiếp theo là tị thức liên quan đến căng mũi trên cơ thể và có chức năng phân biệt các mùi thức thứ tư là thiệt thức khi bạn nếm vị của bất kỳ thứ gì lưỡi không có khả năng phân biệt các vị chua, ngọt, đắng cay mà chính thiệt thức thực hiện chức năng phân biệt đó. Thức thứ năm liên quan đến xúc giác của thân và nhận thức về sự tiếp xúc. Có năm cửa ngõ của cơ quan cảm giác hay năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Các căn này không thể nhận thức phân biệt mà chỉ có tâm mới nhận thức phân biệt các đối tượng hình ảnh năm căn với năm thức tương ứng được gọi là giác quan bên ngoài và rất dễ dàng nhận ra bởi ai cũng có thể nhìn thấy cảm nhận và dễ dàng miêu tả được thức thứ sáu được gọi là ý thức là thức ở bên trong liên quan đến trải nghiệm cá nhân như buồn vui hạnh phúc và khổ đau. Một vài người nghĩ rằng mọi hoạt động tinh thần bao gồm suy nghĩ, trí nhớ và dự đoán về tương lai, tất cả đều diễn ra trong bộ não. Mặc dù bộ não có liên quan đến các hoạt động tinh thần, nhưng trong thực tế, hồi tưởng về quá khứ, suy ngẫm về hiện tại và lập kế hoạch cho tương lai với tất cả các cảm xúc hạnh phúc buồn vui và tức giận đều diễn ra ở thức thứ sáu mỗi thức có một chức năng riêng ví dụ như nhãn thức tiếp nhận hình ảnh của đối tượng nhĩ thức đón nhận âm thanh và tương tự như vậy đối với các thức còn lại bởi mỗi căn và mỗi thức tương ứng đều có một chức năng và phạm vi hoạt động riêng biệt các thức không phải là một. Đức Phật giải thích rằng năm cơ quan cảm giác hay năm căn và các thức không có suy nghĩ, có nghĩa là không có chức năng phân biệt và đánh giá nhận thức. Nhãn thức chỉ có chức năng nhìn thấy hình ảnh, tỵ thức chỉ có chức năng ngửi, không có khả năng phân biệt, ví dụ như phân biệt hai loại mùi khác nhau. Ý thức có khả năng phân biệt, đánh giá, vì vậy ý thức được cho là có suy nghĩ. Để hiểu được hai thức tiếp theo, chúng ta phải có cái nhìn tổng quan xem hai thức đó là gì và có chức năng hoạt động ra sao. Thức thứ bảy, mạc na thức, được cho là tâm gây đau khổ. Dù cho chúng ta ngủ hay thức, hạnh phúc hay đau buồn, tâm luôn đi kèm với cảm giác có một cái ngã đang tồn tại và thực thể cái tôi này luôn gắn chặt với mọi thứ diễn ra xung quanh, bất kể trải nghiệm hay bất kể thời gian nào. Mạc na thức giống như cầu nối giữa thức thứ sáu và thức thứ tám. Đó là trải nghiệm vật lý xuất phát từ thức thứ tám và thức thứ bảy, cho rằng cái ngã tồn tại thực sự thức thứ tám được gọi là a lại gia thức hay tạng thức đây là kho chứa mà từ đó các thức khác phát sinh khi gặp hoàn cảnh và nhân duyên phù hợp chủng tử tập khí được lưu giữ trong tạng thức lại hiện hành tạng thức hay a lại gia thức được phân chia làm hai loại theo khả năng a à, nhận biết tất cả mọi việc đang diễn ra B. Lưu giữ và ghi lại tất cả chủng tử, tập khí được tích chứa thông qua các hành động của thân và tâm. Với hai chức năng của A lại gia thức, người ta có thể nói có chính thức. Cuối cùng, thức thứ tám gọi là thức nền tảng hay tạng thức hoặc A lại gia thức. Bởi đây là nền tảng cho các thức khác nảy sinh thức thứ tám có chức năng lưu trữ tất cả chủng tử tiềm tàng do ý thức tạo ra. Nếu chúng ta có nhiều thiện hạnh và hoạt động lợi ích được lưu giữ trong A Lại Gia Thức, là những chủng tử thiện ẩn tàng sau này sẽ tạo ra quả báo là các thiện nghiệp. Nếu chúng ta có hành vi bất thiện như sát sinh, trộm cắp, sẽ gieo những chủng tử bất thiện rồi những chủng tử bất thiện này hướng chúng ta đến xu hướng giết người trộm cắp không chỉ hiện đời mà cả đời kế tiếp vì lý do này a lại gia thức được gọi là kho thức chứa hạt giống bởi nó có khả năng lưu giữ tất cả dấu vết của nghiệp thức thứ tám có thêm hai chức năng khác nữa là a nhận biết tất cả mọi việc đang diễn ra ở trong thức và b lưu trữ hoặc ghi lại tất cả chủng tử tập khí được huân tập thông qua các hoạt động của thân và tâm với hai chức năng của thức thứ tám chúng ta có thể nói có chính thức có thể đưa một ví dụ ngắn gọn để miêu tả hoạt động của tám thức như sau khi chúng ta nằm ngủ năm cơ quan cảm giác hay năm căn không tiếp nhận thông tin nhưng vẫn tiếp nhận những chủng tử ngủ ngầm từ thức thứ tám chúng ta thấy mình nhìn nghe và tiếp xúc cảnh vật một cách sinh động đến mức chúng ta tin rằng những giấc mơ đó đang thực sự diễn ra đúng như trải nghiệm ban ngày vậy những gì tâm tạo ra trong giấc mơ khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc đau khổ sợ hãi hay vui mừng tất cả chỉ là một ảo ảnh do một phần của tâm theo dệt lên hay ngũ trí Phật và các ý nghĩa tương ứng. Theo quan kiến Phật giáo, những si mê phiền não thông thường của con người được chia thành năm loại hay còn gọi là ngũ độc, bao gồm vô minh, sân giận, kiêu ngạo, tham ái và đố kỵ. Đạo Phật cho rằng chúng là toàn bộ những yếu tố khiến chúng ta mê đắm trong khổ đau luân hồi và chưa thể đạt được giác ngộ song ngược lại giáo pháp đức phật cũng khẳng định với niềm tin xác đáng rằng tâm con người có khả năng chuyển biến những xúc tình và biểu hiện tiêu cực thành những đức tính và phẩm hạnh tích cực năm bộ phật hay năm bộ giác ngộ chỉ cho năm khía cạnh của thực tại khi đã tịnh hóa các xúc tình tiêu cực kể trên. Trong mối tương quan chuyển hóa từ thân tâm của chúng sinh thành thân tâm Phật, năm bộ Phật hay năm bộ giác ngộ là những thực tại hoàn thiện đã tịnh hóa hoàn toàn của năm uẩn, năm đại, sáu căn, sáu thức và sáu trần. Sắc uẩn là hình sắc thể chất hay chính là thân thô lậu tức là thân máu thịt xương da ngũ quan và khí huyết thức uẩn là trạng thái tầm nhận thức và phân biệt đối với cảnh thụ uẩn là các cảm thụ vui buồn và không vui cũng không buồn tưởng uẩn là sự tưởng tượng tư duy về hình dáng sự vật sau sự tiếp xúc của căn đối với trần hành uẩn dòng chảy tương tục sinh diệt vi tế trong tâm mỗi bộ trong số năm bộ phật bao gồm một đức phật trung tâm đại diện cho một trong năm uẩn đã tịnh hóa và một phật mẫu tượng trưng cho một trong những đại đã được tịnh hóa bên cạnh đó bốn trong số năm bộ phật đều có các vị Bồ Tát đứng ở xung quanh, tượng trưng cho sáu căn sáu thức đã được tịnh hóa. Năm vị Phật lần lượt tương ứng với năm loại trí tuệ. Đức Asopia, bất động Phật tương ứng với trí tuệ đại viên cảnh trí. Đức Ratna Sampava, bảo sinh Phật tương ứng với trí tuệ bình đẳng tính trí. Amitabha A Di Đà Phật với trí tuệ diệu quan sát trí. Đức Amoga bất không thành tựu Phật với trí tuệ thành sở tác trí và Đức Vairocana đại nhật Như Lai với trí tuệ toàn hảo hay pháp giới thể tính trí. Sự xuất hiện ngũ trí Phật trong giai đoạn ba đô trung gian Năm loại trí tuệ bản lai thể hiện toàn bộ khía cạnh Pháp thân Phật Tám thức vô minh cũng như ảo tưởng về sự xuất hiện của ngũ trí khiến chúng ta hiện nay không nhận ra trí tuệ bản lai mặc dù nó vẫn hiển hiện trong mỗi người và vẫn còn nguyên vẹn bản chất nguyên sơ của nó. Để Phật tính hiển lộ, chúng ta phải giải thoát khỏi tất cả vô minh ảo tưởng liên quan tới hiện tướng của tám thức khi phật tính hiển lộ có nghĩa là chúng ta thành tựu các phẩm chất pháp thân phật một dấu hiệu chỉ ra sự hiện diện của năm loại trí tuệ bản lai trong tất cả chúng sinh là sự xuất hiện trong sắc thân chủ của năm bộ phật cách thức các ngài xuất hiện được miêu tả trong trước tác nổi tiếng, giải thoát qua tính nghe trong trạng thái trung gian hay gọi là sách tử thư Tây Tạng. Do bản chất vốn có của năm trí tuệ bản lai, ngũ trí Phật xuất hiện một cách tự nhiên khi những hiện tướng của trạng thái trung gian ba đô xuất hiện. Các ngài xuất hiện theo cách nào vậy? Ngay khi chúng ta sống, thân và tâm – có sự gắn kết với nhau. Khi tâm tồn tại trong thân, cơ thể vật chất của chúng ta sẽ không bị phân hủy. Tâm không thể lang thang tự do không giới hạn như tâm thức trong trạng thái trung gian ba đô mà tồn tại cố hữu với thân. Sự gắn kết thân tâm có được là nhờ sinh lực quý báu hay chính là nguồn năng lượng sống. Nguồn năng lượng này được tạo ra từ sự dịch chuyển ngay khi chúng ta đang sống giữa giọt tinh túy trắng trên đỉnh đầu và giọt tinh túy đỏ nằm phía dưới luân xa rốn tâm tạo ra sự gắn kết nguồn năng lực quý báu này và cũng thông qua cách này tâm gắn chặt với thân trong tiến trình chết nguồn năng lực sống quý giá bị tan rã chức năng của nguồn năng lực sống là giữ cho giọt trắng và giọt đỏ ở hai nơi tách biệt vào thời điểm chết do thiếu năng lượng sống làm cho sự kết nối thân và tâm bị sụp đổ giọt tinh túy trắng trước đây ở phía trên lúc này rơi xuống dưới trong khi giọt tinh túy đỏ ở dưới di chuyển lên trên vào thời điểm hai giọt trắng và đỏ gặp nhau ở luân xa tim thân và tâm tách rời nhau đồng thời lúc này cũng diễn ra sự hòa tan của cơ quan cảm giác cho tới khi hơi thở cuối cùng kết thúc dần dần cảm giác của thân biến mất những cảm giác này dựa trên địa đại hỏa đại thủy đại phong đại lần lượt các đại cũng hòa tan sau đó những tư tưởng bên trong tâm bị gián đoạn các tư tưởng lại tái xuất hiện vì sự bám chấp, tham muốn, vì sân giận và vì vô minh. Những tư tưởng này được gọi là 81 tư tưởng tự nhiên. Sau khi quá trình hòa tan kết thúc, các hiện tượng khác nhau của ba đô xuất hiện. Từ những khía cạnh hoàn toàn thanh tịnh có ba loại ba đô: ba đô pháp thân, ba đô báo thân, ba đô hóa thân trong tiến trình chết, ba đô pháp thân xuất hiện đầu tiên. Như đã giải thích, tinh túy sự tỉnh thức bản lai của pháp thân là tính không, không có điểm trung tâm. Sau khi 81 tư tưởng tự nhiên sụp đổ, tinh túy này xuất hiện trước chúng ta dưới hình thức tính không. Với hành giả đã trải qua rèn luyện thuần thục về thiền định trong suốt đời sống, có thể nhận ra sự xuất hiện của tính không vào lúc ánh sáng tịnh quang mẹ bản giác hợp nhất với ánh sáng tịnh quang con thủy giác ánh sáng tịnh quang mẹ chính là tính không chân tâm thường trụ còn ánh sáng tịnh quang con là sự thực chứng tính không của hành giả khi còn sống nếu hai ánh sáng này hợp nhất vào lúc đó bản chất thực của các hiện tượng sẽ hiển lộ tuy nhiên nếu hành giả chưa thuần thục thiền định sự sụp đổ của các tư tưởng tự nhiên sẽ vẫn xuất hiện nhưng hành giả sẽ không nhận ra bản chất chân thật của chính nó thay vào đó hành giả rơi vào sự bất tỉnh nên chức năng tâm ngừng hoạt động tuy nhiên tâm hành giả sẽ xuất hiện trở lại ở trong giai đoạn ba đô pháp thân giai đoạn tự tính tâm tỏa sáng được gọi là ba đô pháp thân thời gian diễn ra của ba loại ba đô hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tập trung thiền định và thiền tỉnh trụ của hành giả lúc còn sống một hành giả khi còn sống có thể an trụ trong thiền định không ngụy tạo một phút thì khả năng tỉnh trụ trong giai đoạn ba đô pháp thân sẽ kéo dài trong 5 phút. Nếu người đó có thể thiền định như vậy trong một giờ khi sống, thì khả năng thiền tĩnh trụ trong ba đô pháp thân sẽ kéo dài 5 tiếng. Nếu một hành giả không thực hành chút nào, tâm sẽ không thể an trụ lâu mà thay đổi liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác với hành giả không thể nhận ra tự tính tâm, nó sẽ chỉ thoáng hiện. Khi tâm hành giả xuất hiện trở lại trong ba đô pháp thân, ba đô báo thân sẽ xuất hiện, bởi vì năm loại trí tuệ bản lai vẫn hiển diện tự nhiên trong dòng tâm thức lúc sống, và bởi vì trí tuệ sẽ lần lượt xuất hiện trong ba đô báo thân dưới sắc tướng chủ của năm bộ Phật. Đầu tiên là sự xuất hiện của Đức Phật Đại Nhật Như Lai. Ngài an tọa trong tư thế kim cương trên bảo tòa được tám sư tử nâng đỡ, thân ngài sắc trắng. Ngài bắt ấn chuyển pháp luân có biểu tượng là bánh xe pháp. Thân ngài được trang hoàng bằng các trang sức báo thân. Cần biết rằng Ngài chính là hiện thân của trí tuệ bản lai trong tâm chúng ta, dưới dạng sắc thân. Năng lượng tiềm ẩn tỏa chiếu trong ba đô báo thân là Đức Phật Đại Nhật Như Lai dưới sắc tướng của ánh sáng trắng. Hành giả nên nhận ra ngài là Phật. Nếu chúng ta không nhận ra Đức Đại Nhật Như Lai là Phật, Đức Bất Động Phật A Súc Bệ sẽ xuất hiện. Ngài an trụ trên bảo tòa được tám tượng vương nâng đỡ. Thân ngài sắc xanh dương, an tọa trong tư thế kim cương, tay phải ngài kết ấn xúc địa, tay trái trong tư thế thiền định. Ngài được trang hoàng bằng trang sức báo thân. Ngài hiện thân trong sắc tướng như vậy, giống như trí tuệ bản lai đại viên cảnh trí đã nằm sẵn trong tâm chúng ta. Sau đó, đức phật bảo sinh sẽ xuất hiện ngài an tọa trong tư thế kim cương trên bảo tòa được tám tuấn mã nâng đỡ thân ngài sắc vàng tay phải ngài trong tư thế ấn thí vô úy tay trái trong tư thế thiền định ngài được trang hoàng bằng các trang sức báo thân vì những tư tưởng không thanh tịnh của tâm chúng ta đã bị gián đoạn trong tiến trình chết trí tuệ tỉnh thức bản lai, bình đẳng tính trí, có cơ hội hiển lộ trong ba đô báo thân. Sau đó, Đức Phật A-di-đà xuất hiện, Ngài an tọa trong tư thế kim cương trên bảo tòa, được tám khổng tước nâng đỡ. Thân Ngài sắc đỏ, hai tay Ngài trong tư thế thiền định. Ngài được trang hoàng với tất cả những trang sức báo thân. Ngài là sự thể hiện của trí tuệ bản lai, dịu quan sát trí liên tục hiển diện trong dòng tâm thức chúng ta và xuất hiện trong ba đô báo thân. Đây là sự hiện thân của Đức Phật A-di-đà. Sự thể hiện của trí tuệ bản lai thành sở tác trí là Đức Bất Không thành tựu Phật. Ngài an tọa trên bảo tòa được tám mệnh lệnh điểu nâng đỡ. Thân Ngài sắc xanh lục, an tọa trong tư thế kim cương tay phải trong tư thế ấn hộ trì tay trái trong tư thế ấn thiền định ngài được trang hoàng bằng trang sức báo thân bằng cách này trí tuệ bản lai thành sở tác trí tự hiện thân trong sắc tướng đức bất không thành tựu phật trong ba đô báo thân trong giai đoạn ba đô báo thân rất nhiều các bản tôn khác sẽ xuất hiện sau chủ của năm bộ Phật. Các vị Phật bản tôn được mô tả trong sách Tử Thư Tây Tạng, giải thoát qua tính nghe trong ba đô. Các ngài nêu biểu cho sự hình thành 51 tâm thanh tịnh. Một số học giả nghi ngờ rằng liệu chủ của năm bộ Phật có thực sự xuất hiện như đã miêu tả ở trên hay các ngài sẽ thay đổi theo từng quốc gia và truyền thống văn hóa của mỗi nơi thực tế là cả năm bộ phật này không bắt nguồn từ ấn độ hay tây tạng mà được chính đức phật thích ca mô tả trong kinh điển mật thừa các vị phật bản tôn không phải là sự phát minh của đức phật mà thực sự tồn tại trong dòng tâm của chúng ta các ngài tồn tại dưới hình thức chủng tử trong kinh mạch chúng ta và có thể xuất hiện trong giai đoạn trung gian ba đô hành giả tu tập thâm sâu có thể nhìn thấy năm đức phật bản tôn này thông qua thiền định ba đô báo thân tương ứng với giai đoạn được gọi là ba đô tái sinh trong giai đoạn này hành giả chuẩn bị đón nhận một sắc thân mới đời sống mới này dựa trên nền tảng của các hoạt động giác ngộ hóa thân nói chung điều quan trọng là cần rèn luyện thiền định về tinh túy của trí tuệ bản lai sự hiểu biết về đặc tính sự phân chia và bản chất của năm loại trí tuệ bản lai sẽ góp phần củng cố và tăng trưởng khả năng tập trung thiền định cho hành giả đặc biệt quan trọng trong giai đoạn ba đô trung gian nếu nhận ra đó là các vị phật hành giả có thể thành tựu phật quả trong ba đô báo thân hơn nữa các chủ của năm bộ phật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành tựu mục đích tối thượng đây là lý do mà các hành giả phải thực tập thiền định về sắc thân phật bản tôn trong giai đoạn phát triển đối với những người chưa trải qua rèn luyện thực hành trong giai đoạn phát triển việc giải thích bản chất đích thực của các vị phật bản tôn để chứng minh cho tầm quan trọng phải thực tập thiền định về các ngài là vô cùng cần thiết và hữu ích တတတော့မဘာဝဆတ်တော်ခါရမဘာဝစပုခါရမဘာဝ